Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục clip sẽ nói về cách sử dụng hộp nhựa ắp trứng rồng Nam Mỹ. Và đây mình đã chuẩn bị 5 hộp cho mùa tiếp theo năm 2022. Đây mình dùng hộp nhựa mình đã có phát lỗ sẵn, và hộp nhựa này là 5 lít thì mình phép 2 4 6 8 8 lỗ, thì lỗ như cái như thế này các bạn xem nha. Và đây là đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm, các bạn nên mua để sử dụng. Đây là cái số bự đó, là nhiệt độ ẩm 71 độ ẩm. Và đây cái số nhỏ là 32,3 độ C. Hiện giờ là nhiệt độ nó như thế này và độ ẩm như thế này. Và các bạn sử dụng ra sao? Các bạn để mở nắp ra nha. Để xài ra. Đây, các bạn mở nắp ra. Mình chỉ ví dụ thôi nha, mình để rắc áp vào cái hộp nhựa như thế này. Đó, thì mình để cái đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm. Xích lại. Và mình để cái chung nước ở giữa. Và đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm đây góc đây. Đó. Nếu như cái đồng hồ đo nhiệt độ đo ẩm á, nó có báo số là nhiệt độ cao nó không có như cái kỹ thuật của mình làm, thì mình sẽ phát lỗ xen kẽ nha các bạn, phát lỗ xen kẽ. Nhiệt độ cao thì phát lỗ, còn nhiệt độ thấp, đồng hồ báo là nhiệt độ thấp, thì mình bịt lỗ lại. Mình bịt cái lỗ lại để cho nhiệt độ nó vừa. Đấy. Những người mới biết chơi nên mua cái đồng hồ nhiệt độ và độ ẩm này để mình biết chính xác cái nhiệt độ và độ ẩm. Là tới giờ mình cũng còn xài, bởi vì nó mình biết hết cái nhiệt độ độ ẩm mà. Còn mình không xài thì mình mơ hồ á, không có biết. Những bạn mà mình chơi lâu á, các bạn đã sử dụng không có còn sử dụng nữa thì cũng được, nhưng mà nó cũng mơ hồ. Còn riêng mình thì mình vẫn xài mãi. Bây giờ không xài cũng không được, cũng được mà mình thấy nó lỏng lẻo, mình cũng nên mua. Chị Tết bắt đầu. Và các bạn mua hộp nhựa, các bạn nên nhớ mua cái hộp nhựa nó trong suốt á, cái nắp trong, cái này cũng trong, để mình xem trứng bên trong nó rõ ràng ha. Mình lỡ mình mua cái hộp này thì nó không có trong suốt, khó nhìn lắm. Rồi bây giờ clip này mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để luận phía dưới để mình trả lời. Thì bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.